Xin chào tất cả các bạn khán giả của King Life, mình là Miu Amazing. Chúng ta đang có mặt tại buổi ra mắt công chiếu MV music video của ca sĩ Thu Minh, I Am Diva. Sexy lady, gọi tôi là Diva, nghe sao xa lạ quá. Tôi mặc như vậy vì tôi thích, bắt tay như vậy vì tôi thích. Với Miu thì Diva là một cái từ mà mọi người đã tranh cãi rất là lâu rồi. Và đa số là tranh cãi xung quanh giọng hát. Giọng hát của ai mới được gọi là diva? Giọng hát đẳng cấp nào mới được gọi là diva? Người này có xứng đáng là diva không? Ca sĩ kia có xứng đáng là diva không? Và với Miu thì khi mà với cái, dĩ nhiên là với cái bề dày làm nhạc của mình chưa có được nhiều như những cái cây đa cây đệ khác, nhưng Miu tin rằng là khi mà tiếp xúc với cái từ diva, những điều gì mà Miu thực sự tin tưởng vào cái ý nghĩa của chữ diva đó là bạn phải tự tin vào cuộc sống của mình. Khi bạn là chính mình, âm nhạc bạn hát ra hay là âm nhạc bạn viết ra, nó đều phải có cái tôi của bạn ở trong đó, nó đều phải có tiếng nói của bạn ở trong đó. Thì với Miu, những người mà sống được với tiếng nói của mình, sống được với những cái tuyên ngôn của cuộc đời mình, làm chủ cuộc đời mình và không ngừng cố gắng để trở thành một cái phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua, thì với Miu những người đó đã được gọi là diva rồi. Và đó là lý do tại sao Miu và chị Minh có cùng quan điểm đó và chúng ta có MV I Am Diva. Các bạn ơi, hãy xem và like cho I'm Diva MV của Thu Minh nhé. Đã đến lúc I'm a Diva and you can be Diva too. Bởi vì trong mỗi chúng ta ai cũng đều có sự kiêu hãnh, sự tự tin và sự tỏa sáng để là chính bản thân của mình, để vươn tới những mơ ước và thành công trong chính cuộc sống của chúng ta. Be yourself and be Diva.